sau nồng nớ. Má bém khăn nhìn bé
với nhân dư thế đồng hồ điểm người của bạn thì trước ngày hôm nay cũng đã đến giờ lành để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho cô dâu và chú dì. Một lần nữa chào bạn tổ chức long trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý có mặt tại căn phòng tiệc cưới của gia đình ngày hôm nay. Quý vị chúng ta sẽ cùng tạm ngừng đúa một ít phút và cùng nhau hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu tình yêu, cùng công tác hợp tác với ban tổ chức ngày hôm nay để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho cô dâu và chú rể làm sao được thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Xin kính chào cô dâu hiền xinh đẹp, chú rể thảo tài ba, kính chào quan viên hai họ gần xa và đặc biệt là quan viên gia đình họ nhà gái đã cùng bớt chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình và đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại bản Mòn, xã Thốt Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để tham gia tham dự chương trình lễ phú quý trăm năm hạnh phúc của cô dâu Lương Tâm sinh viên cùng với chú rể Tinh Thắng. Và những lời nói đầu tiên cho phép Kim Dung và Hải Đăng xin được thay lời cho cô dâu chú rể đại diện cho gia đình hai bên xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Với kính toàn thể quý vị thân mến, và đúng thật là yêu nhau thì chẳng còn xa gần, cầu không tên vịt thì cũng lần mà sang, yêu nhau thì chẳng còn lầm than, mấy sông cũng lấp mấy đèo anh cũng qua, yêu nhau thì chẳng hại đường xa, đã bạc cũng quyết mà phòng ba cũng liều. Dạ vâng, yêu và lấy được người mình yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là một quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu Lương Tâm sẽ đi cùng chủ rể Đình Thắng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Và ngay giây phút ở đây, ban tổ chức sẽ không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng long lanh ánh nhìn của mình về phía cánh cổng khán phòng tiệc cưới của gia đình họ nhà gái ngày hôm nay để cùng chờ đón duyên diện của đôi tân lang và tân gia nhân đẹp nhất, đó chính là cô dâu Lương Tâm, chú rể Đình Thắng. Trân trọng kính mời đang nếm trải mật ngọt của tình yêu và những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này. Với kính thưa toàn thể quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu này đây, đó chính là cô dâu Lương Tâm sánh diện cùng chủ rể Đình Thắng. Và ngay giây phút ở đây, trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau và cùng nhau cúi một cái đầu thật sâu để kính chào của những giám mắt diễn kiến toàn thể quý vị. Một cái cúi chào xin phép chính thức được bắt đầu. Một chào một tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị, giúp vợ và chồng là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui, niềm vinh dự của những người làm cha, làm mẹ. Và trong sự trọng đại này cũng không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm mẹ, làm cha. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, thật đông nhiệt để cùng chào đón đại diện hai bên gia đình. Chào tay nhau và cùng nhau di chuyển vào lên sân khấu đứng cạnh người con trai yêu quý để ra mắt diễn kiến toàn thể của vị tân khách quý ngày hôm nay. Một lần nữa xin được long trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Vâng, lần nữa quý vị chúng ta cùng dành ra một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón đại diện hai bên gia đình hai bên cả nhà mình ơi. Vâng, chân trọng cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình của nhà trai, đó chính là bố của chú rể Đình Thắng ạ, cũng sẽ cùng nhau khởi thân đứng dậy và cùng di chuyển lên sân khấu đứng cạnh người con trai yêu quý để ra mắt diễn kiến thân thể của vị thân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông ạ. Và chắc hẳn là quý vị quan khách cũng đã rất nóng lòng muốn biết là chú rể và gia đình nhà trai của chúng ta đến từ đâu đúng không ạ? Ban tổ chức xin được thông tin đến toàn thể quý vị quan khách, đó là chú rể Đình Thắng và gia đình họ nhà trai trở về đây từ Sóc Sơn, Hà Nội ạ. Và chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón gia đình nhà trai ạ. Kính thưa quý vị, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị chính là món quà vô cùng hạnh phúc, món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể và hai bên gia đình.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình và ban tổ chức ạ. Vui kích lập thể quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu đã có mặt đông đủ trên khán đài đi cùng ra mắt dự kiến đoàn thể quý vị. Đó chính là cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình. Và một lần nữa, bạn chúc long trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng cúi một cái đầu thật sâu nữa để ra mắt toàn thể quý vị ngày hôm nay một lần nữa được không ạ, đại gia đình mình ơi. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến và đúng thật là ở tuần thuộc loài người, trai con thì dựng vợ, cái lớn thì gà chồng. Và đó là một quy luật tất nhiên của loài người. Và để rồi tuổi trẻ tình yêu khát khao và trời bóng như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang. Như có một tình yêu cao sang, có một tình yêu mạnh mẽ. Dù cuộc đời còn gian nan vất vả, đất đất bắt trẻ đã khóc qua ngày chi, đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính. Đi rồi bước đến một tình yêu trường thủy. Với kích thước thể của vị thân mến, hôm nay gia đình ở nhà gái cũng đã chọn được một ngày lành tháng tốt để cùng tổ chức buổi lễ vô quy trăm năm hạnh phúc cho cô dâu Lương Tâm, sinh nhật cùng chú rể Đình Thắng. Với kết toàn thể của vị thân mến và được sự nhất trí của chính quyền địa phương và được sự đồng thuận tác hợp vui vẻ của đơn tân lang và tân gia nhân, hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức ngày 12 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà gái có địa chỉ tại bản Mòn, xã Thơ Mòn, huyện Đà Châu của tỉnh Sơn La. Kim Dung ơi, chúng ta sẽ không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Tơ hồng thắm đượm từ đây, lễ trao duyên mới của cặp đôi yên ương hạnh phúc nhất rằng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu Lương Tâm sanh duyên cùng chú rể Đình Thắng. Chú rể Đình Thắng sanh duyên cùng cô dâu Lương Tâm, xin phép chính thức được bắt đầu. Một lần nữa quý vị chú rể cùng ngựa dành ra một tràng vỗ tay thật lớn cho cả nhà mình ơi. Ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung giường, chung chăn, chung tên một cánh thiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Vui kính thưa toàn thể quý vị thân mến và một lần nữa cho ban tổ chức cùng xin được kính chuyên lời mời của cô dâu và chú rể, kính chuyên lời mời của hai bên gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả mọi đoàn thể quý vị tận khách quý ngày hôm nay, các cụ công tác bà cô dì cảm ơn các bạn trẻ nam nữ thanh niên và chúng ta đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về đây để cùng trông vui, để cùng tham dự buổi tiệc cơm thân mật của gia đình của nhà gái ngày hôm nay, vừa để cùng tham dự buổi live show của nhà của bà tổ chức. Và một lần nữa cho bà tổ chức cùng xin được long trọng cảm ơn đoàn thể quý vị và bước sang năm mới năm 2024 xin được kính chúc đoàn thể của tân khách quý sẽ có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Xin được trân trọng cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Kính thưa quý vị, qua đứng tên là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và nhân ngày vui ngày trọng đại của hai con, thì những người làm cha làm mẹ, làm anh làm chị và những người em lại có những phần quà hết sức ý nghĩa để gửi tặng cô dâu chú rể. Chân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu tình yêu để cùng chiêm ngưỡng những phần quà được trao bởi gia đình nhà gái. Và món quà đầu tiên đó chính là người mẹ của cô dâu ngày hôm nay. Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời chị gái Kim Dung sẽ thay mẹ của cô dâu để trao những phần quà đầy ý nghĩa nhất ngày hôm nay cho cô dâu và chú rể trước sự chứng kiến của toàn thể của vị tân khách quý. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể của vị thân mến và đúng thật là nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trôi lồng lồng không phủ kín công cha. Tự tạo sớm mong mẹ nuôi con con lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng ạ, để có được ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay, chúng ta phải kể đến những công ơn những bậc làm cha làm mẹ. Vâng ạ, mình nữa cũng xin được trân trọng cảm ơn món quà đầu tiên đó chính là mẹ của cô dâu Lương Tâm ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời em gái đó chính là em Thoan Nam
Và trân trọng kính mời em trai đó chính là em Quang ạ, cùng sẽ cùng nhau khởi thân đứng dậy và cùng tiếp cận sân khấu tình yêu, cùng nhau lần lượt di chuyển đến sân khấu để có những phần quà quý báu gửi tặng cho anh chị của mình. Mọi người xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời và di chuyển đến sân khấu gia đình anh Huy Trúc sẽ trở về sân khấu tình yêu với những phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và cũng chỉ còn một ít phút nữa thôi quý vị ơi. Và một lần nữa, ban tổ chức long trọng kính mời tất cả quý vị tại khách quý, chúng ta sẽ cùng tạm ngừng đũa một ít phút và cùng nhau hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu. Và với những phần quà của gia đình và nhà gái ngày hôm nay được trao bởi đến cô dâu Lương Tâm và chú rể Đinh Thắng, một lần nữa quý vị chúng ta cùng dành ra một tràng vỗ tay thật lớn để được không cả nhà mình ơi. Kính mời em Quang sẽ di chuyển đến sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi tặng anh chị ạ. Chim bơ tinh ấy của mình bị hoa sương, sương bọt tàn nay qua, bởi hấp bầy trời nâng trầu lung trầu ta. Mắc cục mắc cù, mắt sương mắc tành tành hơn là rào, tương tàu buồn đông nà, buồn tàn lướm lướm che về cùng. Trăng sinh tình hình nà, sương bón đồ làn hoa qua, ai em vào mê nhưng sùng chung nhờ. Má chưa khay, nhưng còn dựng phiền sao, trai cổ sao tìm bào. Sao bật tờ còn lại ít bàn say, chớ nửa còn lại lầy bàn năm. Hát bà bầu trừ hồng hạc luôn chờ, hồng phở luôn banh. Báo trừ chờ mắt lai sai mắt kiều, chưa mất tinh lầy vào mê bị nó ngọt sương. Sương bón đồ làn hoa qua, trăng phong cần nằng vỉa mương. Sương cắt phù vỉa bàn, tàn nhì hạc hoàng trương. Buồn hồng lên nét hồng hồng, con mềm hồng mềm theo, con mềm neo chân chân. Nhưng ủ nhưng chọc ta, nhưng trà nhưng khóc mốc mắt trời gần đi. Vâng, và một lần nữa cho ban tổ chức cũng xin được gửi lời chào cô dâu và chú rể. Chúng con xin được long trọng cảm ơn tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ, và xin được trân trọng cảm ơn món quà của gia đình, món quà của gia đình em gái Thoan Nam và em trai Quang ngày hôm nay. Và trân trọng cảm ơn gia đình anh Huy Trúc đã có những phần quà để gửi gắm gửi tặng đến cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được lấy lời cho cô dâu và chú rể. Chúng con xin được long trọng cảm ơn gia đình rất nhiều. Chúng con xin hứa sẽ thật hạnh phúc bên nhau, sống với nhau đến viên mãn bạc đầu. Một lần nữa chúng con xin được long trọng cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía bàn tình diệu để thực hiện nghi lễ rót rượu sâm banh. Trân trọng kính mời hai em. Và bằng sức mạnh tình yêu của chú rể Đinh Thắng có thể kể được một người vợ thì bị biết na, đó chính là cô dâu Lương Tâm. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể Đinh Thắng sẽ mở nắp chai rượu sâm banh đầu tiên của mình ra và cùng cô dâu Lương Tâm tay trong tay rót chén rượu hồng. Dòng khách dâu nhạc xin hai bạn đừng quên nhau. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời, và chai rượu đầu tiên đã được khui mở vào ngày giây phút để đây. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay ạ. Vâng, xin mời. Chung tay rót chén rượu hồng, cho tình thêm mặn, cho lòng thêm yêu. Rượu kia muốn nói bao điều, sau ngày hôn lễ vẫn yêu muôn đời. Kính thưa quý vị, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân chia giàu nghèo, tình yêu không màu, không mùi, không vị, cũng không thể cầm nắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Khi ở bên cạnh một ai đó, trái tim ta rung động, thì đó chính là tình yêu. Và ngày hôm nay, các bạn trẻ Lương Tâm và Đinh Thắng đã chính thức rung động trái tim thương yêu của họ. Sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Chú rể thì mời hai bác của vợ, và cô dâu thì sẽ mời mẹ chồng ạ. Và sau đó hai em cũng sẽ cầm lấy mỗi người một ly. Với kích thuật đoàn thể của vị thân mến, và đúng thật là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ và để em bước vào đây. Và ngay giây phút này đây, trân trọng kính mời gia đình hai bên cũng sẽ nhận lại tình cảm của hai con mình. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Và cũng xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng sẽ cầm lấy mấy người một ly rượu của mình ạ. Và ngay giây phút này đây, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ tạo thành một vòng cung hình chữ U để chạm ly nhau. Và cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đàn khách quý có mặt tại khán phòng tiệc cưới của gia đình và nhà gái ngày hôm nay. Quý vị chúng ta sẽ cùng rót rượu vào chén của mình. Đây thật đầy và nâng cao thật cao để cùng hòa với đại gia đình ngày hôm nay, được không cả nhà mình ơi? Cả nhà mình ơi, nâng ly rượu của mình thật cao lên được không ạ?
Rất nước ngọt thì không có tính đâu anh chị nha, 100% là rượu nha. Vũ Cao xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ hướng đi về phía bên dưới để mời toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng rót đầy những ly rượu của mình và chuẩn bị rót cùng với đại gia đình nha. Cửa nhà mình ơi, hơi to lên được không hả? Cửa nhà mình ơi, 1, 2, 3 rót, 2, 3 rót, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị tân khách quý cũng như đại gia đình ngày hôm nay sẽ cùng ngủ uống cạn ly rượu mừng. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng ạ, một chén rượu hạnh phúc nhất để tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị tân khách quý ngày hôm nay, đó chính là chú rể Định Thắng và cô dâu Lương Tâm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vâng, một lần nữa cho ban tổ chức cùng xin được trân trọng cảm ơn, thì cảm ơn toàn thể quý vị tân khách quý rất nhiều. Và ngay giây phút ở đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như đại gia đình hai bên, chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ xuống từng bàn tiệc cơm tiệc rượu. Và trong lúc xuống từng bàn tiệc cơm tiệc rượu, vâng, xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta.
Oh,